Friday. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Thưa quý vị, lão hóa là một nỗi lo lắng đối với phụ nữ ở sau tuổi 24, nhưng mụn lại là một nỗi ám ảnh đeo bám chúng ta bất chấp thời gian. Hầu hết thì chúng ta bị mụn khi mà sắp dậy thì, nhưng mà nhiều người ngược lại phải chiến đấu với mụn khi mà đã ở mãn kinh. Vậy làm thế nào để giải quyết được tình trạng mụn ở mọi lứa tuổi? Ngày hôm nay thì chúng tôi có mời tới chương trình chuyên gia Đoàn Thị Thùy Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất dịch vụ mỹ phẩm Elmond. Vâng ạ, xin được chào chị Trang. Cảm ơn chị đã nhận lời mời tham dự cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào MC Hải Yến và xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Vâng, thưa chị, hiện nay thì tình trạng mụn là tình trạng thường gặp ở tất cả mọi đối tượng và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin của mỗi người. Vậy không biết chuyên gia có thể chia sẻ tới quý vị khán giả được biết những phương pháp nào để điều trị mụn hiệu quả được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC Hải Yến. Thì trước khi mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái phương pháp về điều trị mụn thì chúng ta phải hiểu được cái làn da của mình là thuộc cái nhóm da gì. Thì chúng ta có cơ bản là mình có 4 cái loại da. Thứ nhất là da dầu, thứ hai da khô, thứ ba là da hỗn hợp và thứ tư là da nhạy cảm. Thì trong đó thì da hỗn hợp và da nhạy cảm là hai cái loại da dễ bị mụn nhất. Thì đối với bản thân Trang thì cũng đã từng bị mụn rất là nhiều và mụn do nhiễm corticoid. Thì Trang rất là hiểu những cái băn khoăn của các bạn khi mà gặp mụn. Thì mình hiện tại thì mình sẽ có những cái phương pháp điều trị mụn là có thể là các bạn sẽ lăn kim hoặc là các bạn có thể là dùng kem bôi và thuốc uống, nhưng mà mỗi cái phương pháp đều có một cái ưu điểm và nhược điểm. Thì đối với lăn kim thì nó là tác dụng rất là nhanh và nó hồi sinh cái làn da, nó tái tạo cái da mới rất là nhanh. Nhưng mà bên cạnh đó thì tại vì nó là tác động xâm lấn của kim thì sẽ làm cho da của mình là mình sẽ cảm thấy đau rát trong quá trình mình điều trị. Và cũng như là nếu mà các bạn lựa chọn những cơ sở làm đẹp không có đủ uy tín thì các bạn dễ bị nhiễm khuẩn khi mà xâm lấn như vậy. Còn đối với thuốc uống thì ưu điểm là nó tác dụng từ bên trong. Ví dụ như các bạn bị mụn do cơ địa nóng hoặc là do dậy thì đó, thì các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm uống vào cơ thể thì nó tác dụng, nó thanh mát cơ thể. Tuy nhiên là đối với một số cơ địa, nếu mà các bạn không có phù hợp với một số thành phần trong sản phẩm thì các bạn cũng dễ bị tác dụng ngược hoặc là có nhiều cái tác dụng khác mình không mong muốn. Và thứ ba, phương pháp mà Trang thấy là phổ biến nhất hiện nay đó là cái phương pháp là dùng kem bôi. Thì đối với kem thì cũng có rất là nhiều loại, ví dụ như hóa mỹ phẩm hoặc là đông y. Đối với hóa mỹ phẩm thì Trang hiếm khi mà Trang lựa chọn để tư vấn cho khách hàng, bởi vì là hóa mỹ phẩm thì nó có nhiều thành phần và nó dễ gây kích ứng da. Còn đối với các sản phẩm về đông y hoặc là thiên nhiên organic thì Trang thường khuyên khách hàng sử dụng hơn, bởi vì là nó dù sao nó cũng thiên nhiên và nó thuần dược chứ nó không có phải là có nhiều chất hóa học, thì các bạn sẽ không tránh được những cái trường hợp như là dị ứng, kích ứng da mà quá mức. Vâng ạ, vậy chuyên gia có thể chia sẻ kỹ hơn về loại kem trị mụn được làm hoàn toàn từ thiên nhiên được không ạ? Thì đang thấy là cái độ phục hồi nó tuy nó chậm nhưng mà nó rất là hiệu quả, nó rất là chắc, tại vì nó đào thải những cái độc tố ra ngoài. Cái chất của sản phẩm là nó có màu xám đen của thảo dược, đó là người ta gọi là cao thảo dược. Thì đang thấy là các cái phản hồi từ khách hàng á, rất là tốt. Thì cái sản phẩm mà hiện nay đang thấy là thuần thảo dược, thiên nhiên 100% và không có chứa bảo quản và cũng không có chứa là những cái hóa mỹ phẩm hoặc là tông dược. Thì đó, trong đó có sản phẩm là kem trị mụn của Elmond. Vâng, vậy không biết là cách sử dụng các loại sản phẩm trị mụn bằng thiên nhiên sẽ được dùng như thế nào ạ? Thì đối với các sản phẩm từ thiên nhiên á, thì cũng rất là dễ sử dụng thôi, không có phải là phải lưu ý gì nhiều. Thì các bạn phải nhớ là làm sạch da, cái bước mà quan trọng nhất đó là cái bước làm sạch da, sữa rửa mặt và xông hơi thải độc da mặt là không thể thiếu. Thường là các bạn không có đánh giá cao về cái hiệu quả của xông hơi mặt, nhưng mà Trang đã là cái người mà đã quan sát rất là nhiều cái tình trạng da mụn của khách, thì cái bước xông hơi mặt là cái bước rất quan trọng để làm sạch da, đào thải độc tố, và là sau đó các bạn rửa lại bằng nước lạnh thì nó sẽ làm da mình săn chắc và giúp cho dưới da mình tuần hoàn máu. Thì như vậy thì nó sẽ giúp là đẩy những cái nhân mụn ra ngoài. Và khi mà làm sạch xong thì các bạn sẽ thoa sản phẩm khoảng 2 đến 3 lần một ngày. Trung bình là thoa sáng và thoa tối thì cũng đủ hiệu quả rồi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ chuyên gia. Vâng, thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ chuyên gia, quý vị khán giả sẽ tìm được cho mình những phương pháp để điều trị mụn an toàn và hiệu quả. Chúc cho quý vị luôn đẹp mỗi ngày. Thời lượng của chương trình đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Để có cơ hội sở hữu phần quà là sản phẩm chỉ bột Elements của nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Elements, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình Đẹp 24/7 theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Phần quà từ chương trình sẽ dành cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!